Xin chào anh em. Video ngắn này thì Dũng giới thiệu đến anh em mẫu loa JBL Model Bass 20 trên này của Mỹ. Và đặc biệt trong video này thì Dũng sẽ giảm giá 2 triệu cho chiếc này. Hiện nay tôi đang để nằm xuống để dễ giới thiệu hơn. JBL Model Bass 20 hàng của Mỹ. Chiếc này sử dụng điện 120V, công suất nguồn là 340W, công suất ngõ ra loa là trên 300W. Kết nối ngõ vào dạng jack bông sen và dạng jack chạm loa, có công tắc auto off và volume. Mính nhôm ở mặt sau, chiếc này có công suất rất lớn. Đây là phía dưới đáy của loa, hai loa bass úp đất. Công suất của dòng này rất mạnh. JBL Model Bass 20. Khi chúng ta lật ngửa lên thì bốn cái chân này đáp xuống và lỗ thông hơi ở đây. Chiếc này có kích thước chiều ngang khoảng trên 25 cm, chiều sâu khoảng trên 50 cm, chiều cao khoảng 50 cm. Đây là một chiếc có cấu hình lớn. Mức giá thông thường thì Dũng phục vụ là 10 triệu, và trong video này thì Dũng thanh lý giảm giá 2 triệu, giá chỉ còn lại 8 triệu. Hàng bao zin tuyệt đẹp. Trên đây có một vết chày nhỏ xíu như móng tay này. Anh em quan tâm thì hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Chiếc này phù hợp cho việc nghe nhạc và hát karaoke trong các không gian tầm 40m2 đổ lại là vừa. Tiếng của nó rất tốt. Hàng Mỹ nòi,